Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là lo bát ha Lo trung, lo chép, chân lo nha anh em nha Cặp lo bát 30 của Yamaha nè ha Dòng này thì em hết hàng rất là lâu rồi anh em Cặp này về có gấu luôn ha à, anh Này về đường cặp anh em nha Và một chiếc lo 25 ha Lo này về cho anh em mình làm lo súp ha Và cặp lo trung ha Cặp lo chép còi ghen ha Còi ghen của Bioner 6 lỗ nha anh em và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip ha và em báo giá từng món một cho anh em mình tiện việc theo dõi và mua hàng ha thì đầu tiên đây có cặp lo này cho nên mình làm lo trung nè à. cặp này hàng khá là đẹp nha anh em nha con này thì à, có đường kính là nó à, gần 14 anh em nha hơn 13 phân rưỡi nha hơn 13 phân rưỡi còn chiều ngang à, của em nó là 16 phân ha 16 phân đây ha thì con này sử dụng là có cái kiền màu trắng rất là đẹp ha nó kiền à, nhìn sáng tròn anh em rất là đẹp nha đây ha con này thì à, là lo trung anh em nha lo trung nữa con này thì tình trạng là zin nguyên bản nha chỉ có cái gân này ha gân mút thì theo năm tháng đã mục ha thì đã thay gân nha còn lại là xin nguyên bản và hoạt động tốt nha anh em con này thì cái xương của nó là nhìn như inox nha anh em nha Đó. À, cái lo cặp lo trung là của anh quốc nha Đó. cặp lo trung của anh quốc cặp này thì về anh em mình làm lo trung cho những cái thùng lo 25 30 đồ ha nữa làm lo trung lo lời rồi nghe nhạc karaoke được tiếng trung rất là tốt nha anh em nha cặp lo trung của anh quốc ha cặp này thì con là em bao zin hết nha con khá là to luôn nha anh em con khá là to ha cặp là trung của anh quốc cặp này thì mặt tiền rất là đẹp ha mặt tiền rất là đẹp rồi cặp này thì giá là một triệu ba anh em nha cặp này giá là một triệu ba cặp này về nên mình lên thùng thì nhìn nó rất là đẹp ha rồi cặp loa trung anh quốc đầu tiên ha giá là một triệu ba nha anh em nha và đây là một cái cặp chân ha và đây là cặp chép em quay trước cặp chép nha cặp chép này thì anh em mình có vẻ về, về lắp thùng hai đường tiếng hoặc ba đường tiếng ha con này có đường kính là 11 phân hơn xíu ha thì anh em mình có mấy lo chép 10 và muốn thay thì cũng thay được luôn ha con này thì sử dụng là nó có cái lớp lưới ha lớp lưới bảo vệ cái nón lo cặp lo chép đơm ha cặp lo chép đơm của nhật cho nên nha cặp này thì về anh em mình có thể lắp cho những cái thùng lo 25 30 đâu ha để mà nghe nhạc và karaoke gia đình đâu nha. Những cái keo là những keo zin trên thùng tháo ra nó có nè, Đó. Keo zin hết nha anh em nha. nha. Đó. và những cái keo này cũng là keo zin của hãng hết nha. Đó. keo zin nguyên bản hết nha anh em. Đây, quay cận cho anh em mình xem ha. Đó. Đây, keo zin nguyên bản hết nha. Và con này thì cái nắp lưới cũng còn cực kỳ đẹp và mới luôn. Đó. Rồi cặp này thì giá là 900 000 nha, cặp lo chép của Nhật nha anh em, sản xuất tại Nhật nha, sản xuất tại Nhật. Cặp này thì về anh em mình lắp cho lo 25 30 đâu, nghe nhạc karaoke gia đình đâu ha tiền rất là hay nha, rất là hay trong tầm tiền, cặp đôi chip đơn, cặp này mặt tiền rất là đẹp luôn em, cặp này về anh em mà lên thùng thì cực kỳ là đẹp ha. Và đây là cái cặp chân ha, cặp chân anh em mình có thể bắt lo nha em nha, chân này là chân xịn nha, chân xịn. thì cái này anh em có thể điều hướng được ha, điều hướng các kiểu luôn. đó anh em mình uh, ưng cái hướng nào rồi thì anh em mình siết con này lại nha, siết con này lại thì nó rất là cứng như em nha, siết bằng tay thôi đã rất là cứng rồi. Đây là cái chân lo hàng xịn anh em, anh em mình thấy ha cái này thì về anh em mình có thể treo những cái lo trợ lời hoặc là những cái lo nào mà có đường kính mà anh em có thể treo được ha thì con này là nó có cái giữa tâm lò ốc này là 6 phân nha giữa tâm lò ốc là 6 phân anh em có thể về treo lo trợ lời hoặc là những cái lo tai gì đó nha đó. thì cặp chân này cặp chân hàng xịn luôn nha anh em hàng xịn sò luôn ha đó. thì chân này còn khá là đẹp nha khá là đẹp cặp chân này thì giá là sáu trăm rưỡi nha sáu trăm rưỡi nha anh em con cặp một thôi anh em mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với em ha đó. chân này về anh em mình treo lo là thoải mái nha thoải mái cái này hàng xịn này nói chung là anh em mình xiết bằng tay thôi là nó cứng nhắc rồi anh em ha và anh em mình có thể điều hướng được các kiểu luôn ha nó có thể xây nè đó và điều hướng lên xuống ha đây nó thiết kế cái khớp này thì rất là dễ điều hướng luôn và anh em mình điều hướng xong thấy ok thì xiết lại ha rồi cặp chân này giá là sáu trăm nha hàng xịn nha anh em dễ con cặp rồi và đây là một cái cặp lo chép còi ha cặp lo chép còi ghen của builder nha à, mấy con này thì tiếng tiếng lóc cốc len can mấy tiếng xì rồi rất là hay ha cặp còi ghen của builder có mã là bt ha BT406F gạch 2 nha anh em nha. Đó, Twitter 8 ôm nha anh em. Bioner tem đỏ nha. Đó, đây là dòng loa chép xịn của Bioner ha. Và con này là nó chép kèn gan 6 lỗ nha. Kèn gan 6 lỗ nha anh em nha. Và em đo cái đường kính cho anh em mình cùng xem. Thì cái đường kính của con này chiều ngang ha, chiều ngang là nó hơn 14 phân nha, hơn 14 phân và chiều cao của em nói nha. Chiều cao của em nói là 9 phân nha anh em nha, chiều cao là 9 phân. Đó thì con này là sáu lỗ bên trong này là còi gan nha còi gan và đầu đạn như em nha nó và ốp nhựa phía ngoài ha phía ngoài chụp lại cái còi gan nha nó ốp nhựa bảo vệ chậu ốp à, nhựa chụp bảo vệ phía bên ngoài đó, rất là đẹp nha đây cặp uh, kèn gan Bioner BT 406F gạch 2 ha đó thì con này anh em mình sử dụng mấy thùng lo nghe nhạc hoặc là đồng trục toàn giải gì đó mà tiếng cao tiếng xì nó chưa hay ha những tiếng lóc cốc keng nó chưa có hay ha. thì anh em mình bước về để mà anh em mình có thể hỗ trợ phía bên trên nóc thùng lo như thế này nè anh em ha nó nhìn rất là đẹp nha đây anh em mình để hỗ trợ phía bên trên nóc thùng lo ha thì uh, nó hỗ trợ cái tiếng cao tiếng chép còi ha tiếng có những cái tiếng xì ha những cái dãy cao rất là hay nha này về anh em có thể lắp thùng ha lắp thùng hoặc là anh em có thể uh, để phía bên trên nóc thùng lo nha cặp này anh em mình để phía bên trên nóc thùng lo thì rất là đẹp ha rất là đẹp à, lo thì nguyên sinh nguyên bản nha nguyên xin nguyên bản hoạt động tốt nha anh em cặp này giá là 2 triệu tám nha cặp này giá là 2 triệu tám à, còi gan sáu lỗ của builder đầu đạn nha tiếng dạy cao con này kêu rất là phê nha anh em nha rồi và đây bên trong này là một cái lo ha một cái lo 25 anh này anh em mình về nào anh em mình có thể thay vào cái lo sub của anh em mình à. ha con này tiếng bát đánh rất là tốt nha anh em anh em nào mà mình thích những cái tiếng bass mà nó tiếng bass súp ha tiếng trầm mà nó mềm á ha nó mềm nó sâu á thì anh em mình lấy con này nha những con loa súp mà tiếng nó khô cứng ở đây mình nghe không thích đó ha những hàng chợ hàng trung quốc gì đó mà nghe nó không hay thì anh em có thể thay thế những cái cũ này vào ha thì con này là nó sử dụng cái gân da lương anh em nha gân da lương đó, và con nó khá là to nha con nó khá là to lo xin nguyên bản nha anh em nha xin nguyên bản ha và cái dòng này thì nó sử dụng cái gân da lương nha cái gân da lương này thì nó rất là bền nha anh em đó, gân da lương này thì khá là bền gân này anh em mình còn xài rất là lâu nữa nha đó. thì cái dòng này là nó đường kính bát là bát 25 phân hơn nha đó tầm 25 phân rưỡi nha em nha 25 phân rưỡi đầu phủ bì rồi đây là tổng thể mặt lo ha tổng thể mặt lo gân xin luôn ha màng nón keo zin hết nha anh em nha keo zin hết nó nó khá là to nha rồi anh em mình thấy ha con này thì à, uh, có cái uh, mã là à, uh, S uh, S10 cộng nha anh em nha. Đó. Đây. 150W tới 350W mát nha. Anh em mình thấy ha. Đó. À, uh, lo chở kháng là 5 ôm ha, 5 ôm. Đó. Anh em mình chơi mấy cái mạch lo uh, 4 tới 8 ôm là đảm thoải mái nha. Đó. Rồi, cũ rất là to và đẹp ha. Phía bên trong thì có lọ thoát hơi và có lớp lưới bảo vệ chống bụi lọt vào. Rồi, cái này thì anh em mình về có thể thay vào những cái dòng mà lo súp hơi súp điện 25 của anh em mình thì cũng rất là ngon nha. Thì em xin báo lại con này là cái tiếng bát của nó là tiếng bát mềm nha, mềm sâu ha. Anh em nào mà thích những cái bát, tiếng bát nó mềm anh em mình lấy về ha, lắp vào. Rồi cái chiếc lẻ này thì uh, giá là 800 nha, giá là 800. Đó, anh em mình có mấy thùng lo súp 25 thì mua về lắp vào ha và cuối cùng đây là cặp lo bát ha bát uh, Yamaha ha bát uh, Yamaha bát uh, 30 ha con này có mã là Zia nha Zia 3060A nha em nha và ở đời này thì cũ nó rất là gấu anh em ạ à, đời cũ rất là gấu rất là to luôn ha đó, đích lòi nha đích lòi cũ lo lò còn rất là đẹp nha cũ lo còn rất là đẹp anh em mình thấy ha Mấy này thì nó dính uh, bà ba cái uh, dơ đồ thôi ha dơ đồ thôi lo còn rất là đẹp xương là xương gan đúc nha anh em nha xương gan đúc cọc lo đây nha lo thì xin uh, nguyên bản ha chỉ thay gân thôi anh em còn lại là nguyên xin hết nha đó con của nó đây nha con rất là to luôn em nha con rất là to đó, con xin nguyên bản ha và đây là bộ phận mạng loa nha thì uh, con này có cái đường kính bát ha đường kính bát là bát uh, 30 phân rưỡi nha 30 phân rưỡi đầu phủ bì con này sử dụng là màng giấy ha màng giấy nón giấy và gân của nó là gân mút nha cái đời uh, cái đời ZA 3060A này là nó nguyên bản của nó là, là sử dụng gân mút như em nha Nguyên bản là sử dụng gân mút Thì theo thời gian thì gân mút nó ra một ha Thì đã thay cái viền mút khác cho anh em mình rồi Về là anh em mình chỉ việc chơi thôi nha anh em nha Về mình chỉ việc chơi thôi Cặp này anh em mình về lên thùng nhẹ nhạc và karaoke ha Điều rất là tuyệt vời những cái keo này là keo zin hết nha anh em nói em soi kỹ cho anh em mình xem nè những cái keo này là keo zin hết nha thầy cặp này còn rất là đẹp nha anh em keo và keo zin nha với lại keo này hãng sử dụng bằng cái keo bóng á ha cho nên là theo thời gian nó vẫn đẹp như vậy hoài nó không có cũ keo nha tại vì cái này em quay á thì có nhiều anh em mình thấy keo nó sáng quá ha anh em mình tưởng keo làm lại nhưng mà không phải nha keo nguyên bản của nó đó anh em nha anh em mình thấy ha keo nón lo và keo râu đồ là nguyên bản ha còn lo đây đó mà số màn lo ha xin nguyên bản cho nên mình chỉ thay cái viền mút thôi ha tại vì mút nguyên của xin của nó thì nó đã một ha đó. rồi và đây là cũ lo còn lại nha rồi con bên đây cũng vậy ha nguyên xin và con rất là to anh em nha và đây là bộ phận uh, cái màn lo của cái còn lại nha đó keo chỉ vẫn là nguyên xin nguyên bản anh em nha keo chỉ vẫn là nguyên xin nguyên bản ha đó đây anh em có thể thấy tổng thể hai cái uh, lo đây nha đó rồi thì cái cặp này ha cặp này thì tình trạng là xin nguyên bản chỉ thay viền ha còn lại là nguyên ZIN cặp này giá là 2 triệu tám anh em nha cặp này giá là 2 triệu tám nha cái đời này thì cái cũ nó rất là gấu nè Đó. có mấy đời thì cũ nó sẽ nhỏ hơn nha đời này cũ khá là to ha Đó. cặp này giá là 2 triệu tám nha anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số điện thoại bên trên màn hình ha và clip em xin được kết thúc ở đây. Em xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều để dành thời gian quý bảo của anh em mình ra để xem clip của họ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.